Vị doanh nhân vừa mua quả chuối với giá 6,2 triệu đô, gần 158 tỷ đồng, là một trong những người giàu nhất trong thị trường tiền số. Tối ngày 20 tháng 11, trong phiên đấu giá của Sotheby's tại New York, ông Justin Sun, nhà sáng lập tiền điện tử Tron, đã vượt qua 6 người tham gia để trở thành người thắng đấu giá Comedian với 6,2 triệu đô. Comedian là tác phẩm sắp đặt quả chuối dán tường bằng băng keo do nghệ sĩ Maurizio Cattelan tạo ra năm 2019. Tỷ phú Trung Quốc chia sẻ trên X rằng, tôi vừa mua thành công tác phẩm Comedian mang tính biểu tượng của nghệ sĩ Maurizio Cattelan với giá 6,2 triệu đô. Trong những ngày tới, tôi sẽ ăn quả chuối như một phần của trải nghiệm nghệ thuật độc đáo này để tôn vinh vị trí của nó trong lịch sử nghệ thuật và văn hóa. Sau khi giành chiến thắng, tỷ phú Justin Sun nhận được quả chuối, cuộn băng keo và giấy chứng nhận có chữ ký của nghệ sĩ và hướng dẫn dán quả chuối mới thay thế mỗi khi quả cũ bị hỏng. Quyết định của vị tỷ phú này đã làm dấy lên một cuộc thảo luận trong thế giới nghệ thuật và tiền số. Việc tỷ phú Justin Sun mua Comedian không phải ngẫu nhiên. Trong bài viết đăng trên X thu hút 1,2 triệu lượt xem, vị tỷ phú này coi tác phẩm quả chuối dán tường là hiện tượng văn hóa kết nối nghệ thuật, meme và cộng đồng tiền số. Trong đó, hành động của Justin Sun không chỉ củng cố hình ảnh của chính anh mà còn nhấn mạnh về tiền số đang đóng vai trò giống như một công cụ để tham gia vào những thị trường truyền thống. Trên thực tế, tác phẩm quả chuối dán tường từng bị phá hoại trong quá trình trưng bày. Cụ thể, vào năm 2019, họa sĩ David Datuna đã gỡ quả chuối ra khỏi tường và ăn nó chỉ vài phút sau khi tác phẩm được bán với giá 120.000 đô ở trung tâm triển lãm Art Basel. Vị họa sĩ này khi đó gọi đây là tiết mục họa sĩ đói, còn phía trung tâm triển lãm Art Basel cũng không yêu cầu David Datuna bồi thường và nói quả chuối chỉ là ý tưởng, còn giá trị của tác phẩm nằm trên giấy chứng nhận. Vào tháng 5 năm 2023, tại Bảo tàng Nghệ thuật Liêm, Seoul, Hàn Quốc, một sinh viên đã gỡ quả chuối xuống và ăn, sau đó lại dán vỏ chuối vào vị trí cũ. Khi nhân viên bảo tàng yêu cầu giải thích, nam sinh viên này trả lời rằng đó là do cậu đã bỏ bữa sáng và quá đói. Nam sinh này còn nói thêm rằng phá hỏng tác phẩm nghệ thuật hiện đại cũng có thể được coi là một loại hình nghệ thuật. Thông tin về người chịu chi tới 6,2 triệu đô để sở hữu tác phẩm quả chuối dán tường đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Justin Sun, 34 tuổi, một tỷ phú số gốc Trung Quốc. Anh đã vượt qua 6 người tham gia đấu giá để mua được tác phẩm này, với mức cao gấp 4 lần so với dự kiến. Theo nguồn tin ban đầu, Justin Sun, người được mệnh danh là ông trùm tiền số, sẽ trả chi phí đấu giá bằng tiền số. Justin Sun sinh ra và lớn lên ở Thanh Đảo, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, một trong những trường đại học danh giá nhất tại Trung Quốc. Sau đó, anh học thạc sĩ tại Đại học Pennsylvania, Mỹ. Trong quá trình học ở đây, anh Sun biết tới Bitcoin và đầu tư vào tiền số. Năm 2015, anh Justin được vinh danh là doanh nhân mới đáng chú ý nhất năm. Liên tiếp trong 3 năm 2015, 2016 và 2017, Forbes đã thêm Justin Sun vào danh sách top 30 gương mặt tiêu biểu dưới 30 tuổi. Justin Sun cũng là nhà sáng lập tiền điện Tron, có ảnh hưởng lớn trên thị trường tiền số. Vào năm 2023, vị doanh nhân này từng bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ kiện vì thổi phồng giá đồng Tron. Thế nhưng, anh Sun đã phủ nhận mọi cáo buộc. Ngoài đam mê với tiền số, Justin Sun còn được biết tới là nhà sưu tập nghệ thuật, đồng thời là người rất chịu chi. Theo đánh giá của truyền thông quốc tế, vị tỷ phú gốc Trung Quốc là một người đầy tham vọng, đồng thời có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp điện tử. Mặc dù sự nghiệp của anh gây nhiều tranh cãi, theo Forbes, ước tính tài sản của Justin Sun hiện khoảng 1,4 tỷ đô.